Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2018, thứ ba tuần thứ hai mùa chay. Trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các thủ lãnh thành Sodoma, hãy nghe lời Chúa. Hỡi dân thành Gomora, hãy lắng nghe lời luật của Thiên Chúa chúng ta. Các người hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy. Đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành. Hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức. Hãy xét sự công bằng cho những trẻ mồ côi và bên vực người góa bụa. Và Chúa phán, các ngươi hãy đến và đối chất với ta. Cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Cho dầu đỏ như vải điều cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất. Nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi. Vì miệng Chúa phán như thế. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huân lên và miệng ngươi thường nói về minh ước của ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giao huân và ném bỏ lời ta lại sau lưng. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Ngươi làm thế mà ta đành yên lặng. Ngươi đã tưởng rằng ta giống như ngươi. Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trong kinh ta. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần tri và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môsê, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài thua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hãy ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp, Chúa Giêsu dạy những ai có trách nhiệm dạy bảo người khác phải thực hành những điều mình nói với thái độ khiêm tốn và phục vụ. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là thầy của con là môn đệ của thầy.
con chẳng thấy ai được như thầy, vì thầy là mẫu mực hoàn hảo cho con bắt chước. Những điều thầy dạy con thì thầy đã sống trước và sống tới mức độ tột cùng. Thế mà lúc nào thầy cũng khiêm tốn và khiêm tốn tột độ. Lạy thầy Giêsu, trước mặt thầy chúng con chẳng phải là cha, là thầy và là người lãnh đạo của nhau, mà chỉ là anh em với nhau. Tuy nhiên, thầy đã giao phó cho chúng con trách nhiệm dìu dắt nhau sống theo chân lý thầy đã mặc khải. Xin thầy dạy con biết chu toàn nhiệm vụ này theo gương của thầy. Xin giúp con là cha mẹ biết chu toàn bổn phận giáo dục con cái. Bổn phận của con quá nặng nề, con cảm thấy bất lực rất nhiều lúc. Lời con dạy dỗ chỉ gặp thấy sự dấn dưng hoặc kháng cự. Xin thầy giúp con biết khiêm tốn, giữ sự bình tĩnh, tế nhị, gia tăng lời cầu nguyện và nỗ lực sống đạo đức thánh thiện hơn. Xin đừng để gương xấu của con trở thành cớ vấp phạm cho con cái. Trái lại, xin cho con biết làm gương sáng, biết thực hành những điều con dạy bảo. Xin ban ơn để con có thể ảnh hưởng tới nơi con cái bằng chính cuộc sống của con. Con cũng cầu xin cho các linh mục và tu sĩ được noi gương thầy sống đời thánh thiện, gương mẫu, khiêm tốn, phục vụ, để lời rao giảng và cuộc đời tận hiến lâu kéo được nhiều linh hồn về với Chúa hơn. Phần con là con cái, xin thầy giúp con biết hạ mình khiêm tốn vân phục các bề trên. Dù đời sống các ngài còn nhiều thiếu sót và nhiều lỗi lầm, nhưng xin thầy thánh hóa các ngài và xin giúp con biết nhận ra những điều đúng đắn để tuân giữ. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đám đông dưới chân thập giá, một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hà Lan, sống vào thế kỷ thứ 17, đó là bức tranh Ba Thập Giá. Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm, giữa thập giá của hai người bất lương. Thập giá của Chúa Giêsu trỗi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù, oán ghét. Tác giả như muốn nói rằng không trừ một người nào mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt gần như mất hút vào trong bóng tối. Nhưng một vài nét cũng đủ để cho các nhà chuyên môn chẩn đoán rằng đó chính là khuôn mặt của danh họa Rembrandt. Tại sao giữa đám đông của những kẻ đang đằng đằng sát khí tham dự vào cuộc thảm sát Chúa Giêsu, Rembrandt đã chen vào khuôn mặt của mình? Câu trả lời duy nhất mà người ta có thể đưa ra giải thích về sự hiện diện của tác giả giữa đám người lý hình, đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt muốn thú nhận rằng chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Chúa Giêsu lên thập giá. Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói với mỗi người chiêm ngắm bức tranh rằng họ cũng dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hành động tội ác của những người Do Thái và La Mã cách đây 2000 năm. Phêrô đã chối bỏ ngài, Pilato đã rửa tay để chối bỏ trách nhiệm của ông. Những người Do Thái đã cùng tiếng kêu gào đóng đinh ngài vào thập giá. Các binh sĩ La Mã đã đánh đập hành hung ngài và cuối cùng treo ngài lên thập giá. Dưới cái nhìn của người có niềm tin thì cái chết của Đức Kitô trên thập giá là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì chúng ta không thể hiểu được tại sao con một Thiên Chúa đã phải trải qua một thân phận đớn đau như thế. Mầu nhiệm bởi vì một cách nào đó, người có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự tham dự vào việc đóng đinh ấy. Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta, nghĩa là chính do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải bị treo trên thập giá. Tội lỗi của chúng ta ngày nay, cho dù cách xa 2000 năm, vẫn là một chối bỏ, một tiếng reo hò, một sỉ vả hoặc chính một cái đóng đinh vào thân thể Ngài. Khi chúng ta chối bỏ người anh em, khi chúng ta đối xử tệ bạc với người anh em, khi chúng ta chối bỏ chính mình mà quên sự đau khổ của người xung quanh, đó chính là lúc chúng ta dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Bài trích sách Lẽ Sống.